Dạ vâng, bây giờ là tôi sẽ làm chứng trong đời sống của tôi. Thì tôi là Hoàng Sâm Măng. Tôi có một vợ và có 6 đứa con. Hiện nay có 4 đứa là đã xây dựng gia đình, nhưng hiện nay còn 2 đứa nhỏ thì vẫn ở chung với gia đình vợ chồng tôi. Thì tôi cũng có lời làm chứng trong đời sống của tôi là, thì trước mà chúng tôi tin Chúa đấy, thì cái thứ nhất là chúng tôi là vì cái dân tộc mà chúng tôi thờ cúng ma là một cái là ghê gớm đấy. Chúng tôi là tin Chúa là chúng tôi sẽ cúng ma rất là đau khổ, làm cho gia đình bản thân chúng tôi là khó khăn đấy. Thậm chí là mới 1-2 năm thì chúng tôi phải mổ một con trâu để mà làm ma đấy. Cho nên là chúng tôi sẽ kêu trời kêu đất là không biết thế nào mà chúng ta sẽ thoát khỏi được cái sự thời cúng ma. Thế, trong một cái thời gian đó thì chúng ta nghe tin mừng về Chúa Giêsu, thì chúng tôi bảo mừng quá. Thế, từ đấy thì chúng tôi đi bỏ bàn thờ, đó là tiếp nhận Chúa. Thì Chúa đã giải cứu chúng tôi. Thứ nhất là Chúa giải cứu chúng tôi là vì cái vấn đề là chúng tôi thờ cúng ma. Đấy, còn cái thứ hai là chúng gia đình chúng tôi rất là đau khổ. Đấy, nghèo tức là đói, không có ăn rồi thì suốt ngày thì bố mẹ phải đi tìm kiếm chỗ này chỗ kia để về nuôi con gia đình. Đấy, rất là khó khăn. Đấy. Cái thứ ba nữa thì là chúng tôi trong cái thời gian đó thì chúng tôi bệnh tật rất là nhiều. Đấy, còn suốt ngày chỗ đi cúng luôn. Đấy. Cho nên là khó khăn quá, thì trong lúc mà bản thân tôi bắt đầu tiếp nhận Chúa từ năm 90, thế là tôi bắt đầu cầu nguyện Chúa để Chúa sẽ thay đổi. Cho nên là tôi có ngày trước đây tôi có một cái bệnh đấy, thậm chí là có cái bệnh ốm đau mà tôi đi chiếu các bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh, nhưng mà người ta nói là không thấy có cái bệnh gì, nhưng mà tôi vẫn ốm vẫn đau như thế. Thì tôi bảo thế chẳng nhẽ là không có bệnh mà thế là ma làm tôi ốm đâu à. Thế lúc đấy tôi chỉ còn gọi là tin Chúa thôi, mà chúng tôi cũng không biết là Chúa là như thế nào. Thế vì sau thì chúng tôi sẽ quyết định bảo là ô thế thì chắc là mình là như thế nào. Thì người ta mình đi chiếu siêu âm thì bảo là không có bệnh gì, nhưng mà mình cứ ốm thế là có thể là ma. Thì trong thời gian đó thì chúng tôi sẽ gia đình chúng tôi sẽ quyết định là từ hối là sẽ cầu nguyện với Chúa để là xem những có cái gì trong đời sống thì Chúa sẽ giải cứu. Thì trong thời gian đó thì Chúa sẽ giải cứu cho gia đình và bản thân tôi. Thì tôi xin được khỏi bệnh. Thì bắt đầu trong năm 1998 cho đến năm 2000 thì tôi bắt đầu hầu việc Chúa. Thì đó cho đến bây giờ thì hôm nay thì Chúa đã cho tôi và gia đình tôi sẽ được bình yên. Gọi là tôi hiện nay gia đình tôi cũng rất là cần những sự cầu nguyện cho chức vụ của tôi. Tôi cũng đang hiện nay đang có một cái bệnh đang gọi là thoái hóa cuộc sống. Thì tôi cứ tin chắc là Chúa sẽ chữa lành cho tôi nữa. Và tôi cũng nhờ sự cầu nguyện của các mục sư, các tờ tới Chúa ở các nơi sẽ cầu nguyện cho tôi. Tôi sẽ hứa với Chúa là tôi sẽ cố gắng những cái gì mà tôi làm được là tôi sẽ cố gắng để làm công việc cho nhà Chúa, và tôi sẽ chia sẻ lời Chúa và sẽ làm chứng lời Chúa cho nhiều dân tộc ở đây. Và thời kỳ trong cái thời gian chúng tôi tin Chúa đây là cả cái khu vực chúng tôi đây là giáo hạt đấy, thì hiện nay là có những hội thánh người Giao nó bị nhóm lại, có những hội thánh người Nùng đã bị nhóm lại, và có thậm chí hội thánh này thì cũng có những người Nùng mà họ cũng sang đây nhóm, mà cũng có người Giao họ cũng sang đây nhóm thờ phượng Chúa rồi. Đó là một điều mà Chúa sẽ làm cho hội thánh ngày càng gia tăng. Tôi sẽ cảm ơn Chúa vì Chúa sẽ nhìn làm cho họ sẽ nhìn thấy chúng tôi ở đây là muối của đất và là ánh sáng cho thế gian này, người ta sẽ nhìn thấy. Thì tôi tin chắc là Chúa sẽ cho chúng tôi ở đây là nhiều người sẽ vào hội thánh thờ Chúa nhiều hơn nữa. Tôi xin biết ạ.